Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an, hạnh phúc. Hôm nay là 28 tây tháng 10, mình có dịp đi ngang qua chợ Whole Foods và thấy khám phá rất là thú vị vì có nhiều món ngon của người Việt, người Hàn và người Hoa ra lò mỗi ngày. Lợi ích của hội viên Amazon Prime khi đi mua sắm tại Whole Foods như thế nào? Và Amazon vừa cập nhật thêm một cái lợi ích dành cho hội viên Amazon Prime của mình là gì? Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha! Amazon đã có những thay đổi lớn nhất kể từ khi mua lại Whole Foods vào năm 2017 với giá 13.7 tỷ đô la. Và nhắc đến Whole Foods là người tiêu dùng nghĩ ngay đến thực phẩm hữu cơ organic hoặc là thực phẩm thuần chay rất được yêu thích, nhưng lại hơi ngại về giá cả. Mặc dù đa phần đều hiểu rằng tiền nào của nấy, và để giúp khách hàng thì Amazon đã giảm giá cho các thành viên Amazon Prime được ghi trên các biểu giá màu vàng tươi ở trong tiệm từ 10 đến 25-30% sau khi đã giảm giá chung cho tất cả những khách hàng dù không phải là hội viên của Amazon Prime. Các đợt khuyến mãi hay giảm giá chung dành cho mọi người thường diễn ra vào ngày thứ tư của mỗi tuần. Nhờ đó mà mình sẽ có cơ hội được xài những mặt hàng thực phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, giá rẻ khó nơi nào có được. Điểm nổi bật trong chợ Whole Foods đó là những dãy thức ăn nóng được xếp lên kệ như là những quầy buffet với gà chiên, khoai tây, cơm chiên. Nhiều món Á, Âu đều có tại đây, mình có thể mua riêng rẻ, được bán theo pound và mình có thể tùy chọn món nào mình thích. Mình mua từng món hoặc là mình mua tổng hợp các cái món cũng được và có sẵn để mang về nhà. Đặc biệt là các cái món ăn nấu nóng tại chỗ của Whole Foods có kèm thêm các cái bảng chi tiết về lượng calorie, thành phần dinh dưỡng, gồm những cái loại trương thực thực phẩm như thế nào rất là chi tiết rõ ràng. Nhiều món rất là ngon nhưng lượng calorie cho mình biết là rất là ít để mình có thể sử dụng. Đây là một cái điều đặc biệt tại chợ Whole Foods. Hoặc là mình có thể tùy chọn những hộp cơm đã được phân sẵn với một món chính, hai món phụ cũng chỉ có cái giá 11 đồng 99, do đầu bếp chuyên nghiệp nấu nóng tại chỗ, dinh dưỡng cao, riêng đối với Amazon Prime sẽ được giảm giá nhiều hơn. Bạn có account Amazon Prime, các bạn sẽ được hưởng thêm các cái lợi ích như sau. Đó là cứ mỗi một tuần vào ngày thứ 3 và thứ 6, các bạn có thể tiết kiệm tới 50% cho nhiều mặt hàng như gà roti, súp, các món chế biến sẵn, sushi, hải sản, hàu sống, pizza, thịt gà, thịt bò, cá, thịt heo, bánh mì, rau củ quả, ngay cả bánh ngọt là một loại bánh kem khá là nổi tiếng, là thương hiệu độc quyền của Whole Foods, cùng các cái loại thực phẩm dinh dưỡng khác có ở trong tiệm. Sẽ được luân phiên giảm giá hàng tuần cho người mua sắm, đặc biệt là hội viên của Amazon Prime nhiều. Đây cũng chính là một trong các cái quyền lợi của hội viên Amazon Prime giúp mình tiết kiệm thêm tiền chợ cho những sản phẩm hữu cơ organic giá rẻ tại Whole Foods. Giảm thêm 5% đối với tất cả những giao dịch mua bán qua thẻ Visa Amazon Prime. Whole Foods cũng là một nơi để các bạn có thể nhận hoặc là trả lại những món đồ khi mua sắm trên Amazon mà không cần hộp. Nhân viên tại đây sẽ đóng gói giùm cho quý vị khi trả hàng. Hôm thứ Tư ngày 23 tây tháng 10 thì Amazon đã công bố một quyền lợi mới nhất được thêm vào cho hội viên Amazon Prime, đó là hiện có thể tiết kiệm tức thì tiền khi đổ xăng thông qua tư cách hội viên của mình tại 7.000 trạm xăng như là BP, Amoco, AM, PM trên khắp Hoa Kỳ. Trung bình thì sẽ được tiết kiệm 10 cent trên 1 gallon đổ tại các trạm xăng này. Và vào năm 2025 thì Amazon có kế hoạch sẽ bổ sung thêm mức giảm giá sạc xe điện tại các cây xăng có trong danh sách cho hội viên Amazon Prime của mình.
Ngoài ra thì còn rất là nhiều ưu đãi mới sắp tới sẽ được liệt kê và thêm vào danh sách cho hội viên Amazon Prime, như là giao thuốc theo toa trong ngày. Vì vậy, nếu quý vị và các bạn chưa có account với Amazon Prime, có thể đăng ký đường link trên đây hoặc trong phần mô tả video để mình có thể xài thử 30 ngày miễn phí, mua hàng giá rẻ, biết trước được những mặt hàng giảm giá và tận dụng các cái ưu đãi khi mua sắm lương thực thực phẩm tại Whole Foods, hoặc là nhận được các cái ưu đãi dịch vụ mới được cộng vào cho hội viên Amazon Prime miễn phí. Bánh mì, bánh nướng các loại và bánh kem là một loại sản phẩm độc quyền tại Whole Foods mà không nơi nào có được, với hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Phải kể đến như là các loại bánh mì cổ điển, bánh mì mè, bánh mì than với lớp vỏ mỏng giòn và ruột xốp. Đây không phải là loại bánh mì thông thường mà lại được làm từ nguyên vật liệu hảo hạng như là dầu olive, hương thảo, tinh bột không chứa gluten, nhiều dinh dưỡng. Ngay cả bánh quy, bánh nướng xốp và bánh brownie với hương vị độc đáo, cùng với sự pha trộn các loại mứt, các hạt, hướng dương, bí ngô, hạt kê, hạnh nhân, đường nâu, mật ong, phong phú, đa dạng và được chọn lọc. Được làm ngay trong bếp, bằng bột không tẩy trắng, trứng gà thì từ gia cầm thả rong, không sử dụng chất béo nhân tạo để tăng thêm thời gian bảo quản thực phẩm như những nơi khác. Đặc biệt cũng không sử dụng đường nhân tạo, là một nguyên nhân dễ gây ra bệnh béo phì ở những đồ ăn thức uống ngọt. Các loại bánh kem của Whole Foods không chỉ có hương vị độc đáo, nhiều lựa chọn, mà còn được làm từ những nguyên vật liệu dinh dưỡng lành mạnh cao nhất. Đặc biệt là bánh kem Berry Chantilly, nổi tiếng là một loại bánh kem tuyệt vời nhất tại Whole Foods, với các quả mọng và trái cây tươi được nằm giữa các lớp bánh vani phủ phô mai, kem tươi, mascarpone, được đánh bông tơi xốp, mềm mại, mịn, không có chất tạo ngọt nhân tạo, không có bột tẩy trắng, trứng gà thì được dùng loại trứng thả rong, cùng phô mai, bơ hoặc là các cái loại hạt ngũ cốc thượng hạng nhất. Một ưu điểm khác là về giá cả, vì chiếc bánh có rất nhiều kích cỡ như là 4 inch, 6 inch hoặc là 8 inch, nên là sẽ thích hợp đáp ứng mọi nhu cầu. Ví dụ như chiếc bánh 4 inch có thể dành cho 4 đến 6 người ăn, chỉ có giá 15 đồng. Hoặc là những chiếc bánh kem nhỏ cho mỗi một người ăn chỉ có giá 2 đến 3 đồng, rất là rẻ để dễ lựa chọn. Những chiếc bánh 8 inch hoặc là 14 inch có giá 27 đồng đến 30 đồng cũng không mắc gì so với những tiệm bánh kem khác ở bên ngoài. Nhưng chất lượng và tay nghề của thợ ở đây thì không chê vào đâu được. Nhiều loại bánh đa dạng, phong phú và đủ loại kích cỡ để mà thích hợp cho nhiều nhóm đối tượng hoặc các dịp sinh nhật, lễ Tết khác nhau, thì đây là một cái lựa chọn hàng đầu, bởi vì giá không quá là mắc so với ở bên ngoài họ bán, nhưng chất lượng lại là sự an tâm hàng đầu tại Whole Foods. Đó là chưa kể vào ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần thì những loại bánh này sẽ được giảm giá và mình sẽ được mua với giá nhiều khi còn rẻ hơn ở bên ngoài nữa. Ví dụ như đây là quầy bánh các loại, thì nếu mình có account với Amazon Prime, mình được giảm 25% off, trong khi những người không có phải là account Amazon Prime vẫn được giảm với cái giá 16% off nha. Nếu như một cái bánh sinh nhật khá là lớn như thế này, giá bình thường là 16 đồng, sau khi giảm 25% off cho Amazon Prime thì chỉ trả còn có 11, 12 đồng. Hoặc là giảm 16% thì mình cũng chỉ trả có 13 đồng, vẫn rẻ hơn so với bên ngoài, ngay cả với Costco. Nhưng về nguyên vật liệu và chất lượng thì đương nhiên là phải đứng hàng đầu. Rất là bất ngờ khi tại Whole Foods có một quầy thức ăn nóng được ra mỗi giờ liên tục với các cái món ăn châu Á, Việt, Hàn, Hoa và nhiều món ăn mà người Việt Nam của mình ưa thích cũng có mặt tại đây.
Ngoài ra nhân viên rất là thân thiện, họ có thể làm cho mình những cái hộp đồ ăn nóng liền và mình chỉ đứng chờ 2 đến 3 phút là có ngay. Các cái hộp chả giò chay hay là chả giò mặn đều có. Hai cuốn chả giò chay rất là to, gồm có đậu hũ, rau củ quả, đậu đỏ, đậu xanh, bắp cải, nấm rơm và các cái loại rau củ quả khác, chỉ có cái giá là 3 đồng 49 xu. Hoặc là một hộp bánh cam gồm có 4 cái khá là lớn, chỉ có cái giá là 3 đồng 49 xu. Bánh bao chỉ, một hộp 4 cái rất là lớn, chỉ có giá 6 đồng 99 xu. Ngoài các cái lon súp, các cái lon cà ri, mình còn thấy có bánh bao nữa và nhiều món ăn châu Á có mặt tại đây. Ở đây có những cái hộp cơm mà trong đây có một món chính, hai món phụ, chỉ có cái giá 12 đồng đến 14 đồng, nhiều lựa chọn từ cá sống cho đến thịt bò hoặc là thịt heo hoặc là orange chicken, rất là nhiều, nhất là về sushi. Sushi thì có quấn qua trái bơ và cá tuna, rong biển và những cái loại tôm khác nhau thì tùy mình chọn, đa dạng và phong phú lắm. Những cái hộp gà chiên cũng chỉ có 5 đồng 99, hoặc những cái hộp sushi rất là lớn với cá tuna cũng chỉ có 12 đồng, 14 đồng hay 17 đồng, nhưng mà cả hai người ăn mới hết. Và đặc biệt mình rất là thích cái quầy này, cái chỗ là nếu các bạn muốn ăn nóng liền thì người ta sẽ làm sẵn liền ở bên trong và mình đứng chờ 5-3 phút là mình có liền. Nhiều món rất là đặc sắc và độc đáo tại đây, từ tôm chiên cho đến gà chiên hoặc là thịt chiên hay là thịt xông khói đều có những cái hương vị đặc biệt khác nhau, nhất là những cái phần sushi hay được sale vào giữa ngày, rất là ngon và không có quá mắc gì đâu so với ở bên ngoài, nhiều khi còn rẻ hơn cả ở bên ngoài sau khi mình được sale xuống nha. Điểm cộng của quầy thức ăn nóng tại đây là nhân viên làm rất là nhanh, sạch sẽ, gọn gàng và mỗi một cái trình bày đều ghi rõ tất cả những thành phần có sẵn nguyên vật liệu trong cái món ăn đó, cộng với các cái lượng calori hay lượng chất béo như thế nào ha. Tại đây thì mình cũng thấy có bán những cái loại như là há cảo, hoành thánh và có những cái bò bía nhiều loại lắm, bò bía chay, bò bía thịt hoặc là há cảo chay, há cảo nhân thịt cũng có và có nhiều lựa chọn lắm, cho nên mình lạc vào đây rồi thì mình thử qua những cái hương vị độc đáo do chính cái đầu bếp tại Whole Foods này làm, mình sẽ thấy nó rất là thú vị nha. Qua đến quầy xà bông thì mình rất là bất ngờ khi thấy các cái thanh xà bông với thương hiệu Bourke được làm từ bơ, hạt mỡ hữu cơ, dầu olive, dầu dừa, dầu hạt cải, dầu đậu nành và có luôn cả yến mạch, muối biển, than hoạt tính và nhiều tinh chất khác, và chỉ được bán có cái giá là 1 đồng 62 xu. Rất là rẻ nha, và những cái mặt hàng như thế này rất nổi tiếng tại Whole Foods mà mình không bao giờ mua được ở những cửa hàng bên ngoài với cái giá và chất lượng cao như thế này. Những loại xà bông này lành mạnh và có nhiều dưỡng chất làm ẩm mềm da với các cái mùi hương đa dạng, phong phú và giảm căng thẳng rất là hiệu quả. Một mặt hàng khá nổi tiếng tại Whole Foods đó là những chai dầu olive 365 với cái giá là 18 đồng 99. Đây là loại dầu olive nguyên chất thật sự và có hương vị rất nhẹ, không hề nồng như một số loại khác trên thị trường. Loại này giàu chất chống oxy hóa và chất béo tốt cho cơ thể cần, tốt cho sức khỏe tim mạch, huyết áp, tiểu đường, giúp da mềm mịn, kháng viêm. Các cái hũ nước sốt cà hữu cơ nguyên chất rất là lớn, 25 ounce tức là khoảng 709 gram, được làm từ cà chua tươi, dầu olive,
tỏi, hành, rau ngò, rau thơm organic chỉ có cái giá 2 đồng 99, rẻ hơn ở bên cả Costco lận nha. Một hộp nuôi organic được làm từ lúa mì cứng semolina là loại có hàm lượng protein, chất đạm cao, nhiều chất xơ và vitamin B, ít béo, ít cholesterol, khiến nó trở thành lựa chọn tốt cho duy trì cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, táo bón, đầy hơi mà vẫn đủ dinh dưỡng cho cơ thể cần. Chỉ có giá 2 đồng 29 một hộp. Các cái hộp đậu hũ organic mềm, cứng hay là vừa cũng chỉ có giá 1 đồng 69 sen, rẻ hơn rất nhiều so với chợ châu Á bán đến. Bán một hộp đậu hũ tươi organic như thế này có cái giá từ 2 đồng 99 cho đến 3 đồng rưỡi. Một bịch gồm 4-5 cái bánh làm từ lòng trắng trứng, rất là nhiều chất đạm và không có bột mì, chỉ có giá 6 đồng 99, mỗi một miếng bánh là được 6 gram đạm nha, và không có đường, không có bột mì tinh bột ở trong này. Một hộp 4 cái bánh bao nhân thịt bò cay chỉ có cái giá 8 đồng 99 sen. Thịt bò thì là thịt bò thả rong trên đồng cỏ và không có chứa kháng sinh, không có hương vị nhân tạo hoặc là chất tạo ngọt, toàn bộ hoàn toàn là tự nhiên và chỉ cần tốn 1 phút để microwave là có ăn liền. Các cái hộp bánh bao nhân thịt gà cũng vậy, thịt gà, thịt bò ở đây đều là được thả rong trên đồng cỏ, cho nên về chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng trong từng xớ thịt rất là cao, không có kháng sinh trong quá trình chăn nuôi trồng trọt. Vì vậy về chất lượng, tất cả những sản phẩm tại Whole Foods còn gọi là 365 luôn luôn có một cái giá trị dinh dưỡng đặc biệt khá cao so với những cái sản phẩm cùng loại như thế này ở bên ngoài. Các cái bịch há cảo thì có giá 7 đồng 39 sen. Ngoài những bịch bánh bao há cảo nhân thịt còn có những hộp bánh bao há cảo chay cũng có sẵn tại đây, nhất là những cái thịt gà chay hoặc là thịt bò chay hoặc là hamburger thịt chay rất là ngon, đặc biệt là khi họ làm thì họ có thêm những cái thành phần như bột, đạm, protein, cho nên vẫn đủ dinh dưỡng như là thịt thật. Ngay cả những bịch há cảo nhân nước súp cũng có sẵn tại đây với giá 7 đồng 39 sen một bịch. Đây là những mặt hàng có thương hiệu khá là nổi tiếng. Ngoài ra thì ngay cả cái thương hiệu mì là dễ tìm thấy ở những nơi món ăn của người Hoa, hoặc các nhà hàng Costco hoặc là Trader Joe's cũng có mặt tại Whole Foods nha. Các cái miếng mì phô mai sữa organic của Whole Foods chỉ có giá 7 đồng 39, rất là dễ nấu, chỉ cần vài phút bỏ trong nước súp là có ăn, với tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao. Các cái bịch mì 365 của Whole Foods rất là đặc biệt, được làm với các thành phần là rau bina, lúa mì tươi hữu cơ, semolina là loại hảo hạng cao nhất, trứng hữu cơ kèm với 4 loại phô mai hữu cơ hảo hạng của Ý, tươi ngon như mới làm bằng tay sau khi luộc. Cơm chiên với rau củ quả của 365 tức là Whole Foods được làm từ gạo lứt. Cơm rất là rời nhưng không khô, mềm, ẩm, chỉ có giá 4 đồng 39, rất là tiện để ăn liền và rất là dinh dưỡng từ gạo lứt hảo hạng. Và nếu không thích thì mình có thể lựa chọn những bịch cơm có gà chiên ở trong đó cộng với rau củ quả cũng cùng một giá nha. Và những cái bịch mì xào chay cũng chỉ có 5 đồng 99. Đặc biệt là nguyên vật liệu không có chứa GMO, tức là các nguyên vật liệu không có thành phần biến đổi gen, thường có mặt trong nhiều loại thực phẩm trên thị trường hiện nay. Một bịch mì ống cay hương vị của Ý đông lạnh nhưng rất tươi ngon, sau khi luộc chỉ trong vòng 1 đến 3 phút. Điều mình thích ở đây là các thành phần nguyên liệu không chứa thành phần biến đổi gen, là
không chứa chất GMO, một trong những nguyên nhân dễ gây ra bệnh ung thư. Các cái hộp cơm nấm sushi với thịt chay chỉ có giá 7 đồng 99, nhưng tuần này kèm thêm những cái cá tuna chay cũng được mua với cái giá là buy one get one free nha. Vì vậy tính ra một cái hộp như thế này chỉ có giá 3 đến 4 đồng, rất là rẻ so với bên ngoài. Đây là những mặt hàng organic của Whole Foods. Đồ chay của Whole Foods bán cũng khá là phong phú, từ những cái cơm sushi chay cho đến cơm chiên chay, hoành thánh chay, há cảo chay, mì sợi Thái chay, rất là nhiều lựa chọn. Giá cũng rất là rẻ nha, từ 5 đồng 39 cho đến 6 đồng, 7 đồng, có khi 2 hộp 7-8 đồng. Ngoài ra có những cái món Thái chay hoặc là món Thái nhân thịt heo hay thịt bò đều có tại trong đây, và ở rất là nhiều. Mình chỉ quay một số sơ để cho quý vị và các bạn xem qua. Hầu như là có đủ loại các cái món ăn Âu Á, tuy nhiên mình cố gắng quay cái giá tiền để các bạn có thể so sánh xem giá có quá mắc so với bên ngoài hay không. Trong khi những cái mặt hàng thực phẩm tại đây thường là không có kháng sinh, không có chứa gluten, thậm chí là được là organic, hữu cơ, sạch, xanh. Thực phẩm về thịt, trứng, sữa đều là từ những gia cầm được thả rong trên đồng cỏ và được cho ăn với những thức ăn chất lượng cao để có được hàm lượng dinh dưỡng cao nhất từ thịt, trứng, sữa của nó. Các cái hộp ngũ cốc cereal tại Whole Foods cũng khá là rẻ. Mỗi một hộp như vậy chỉ có cái giá từ 3 đồng 55 cent cho đến 4 đồng rưỡi. So với ở bên ngoài thì không quá là mắc, nhưng mà là sản phẩm organic với những cái chất lượng khá là cao. Mỗi một hộp nhiều khi có 12 gram đến 30 gram các cái hạt ngũ cốc nhiều đạm, nhiều chất xơ, rất là tốt cho đường ruột, hệ tiêu hóa. Các cái bịch hạt granola hoặc là almond với lại bơ, đậu phộng chỉ có giá 3 đồng 99 cho một cái bịch như thế này, khoảng 340 gram nha. Một hộp các cái hạt ngũ cốc đến 30 gram các cái hạt ngũ cốc cho một khẩu phần ăn chỉ có giá 5 đồng 29. Với trọng lượng là gần nửa kg, mình thấy cũng không có quá mắc so với Walmart hay Target bán những cái hộp cereal cũng đã có cái giá 4-5 đồng rồi. Các cái bịch hạt nuts và trái cây ít đường và nhiều chất xơ chỉ có cái giá 5 đồng 05 cent, hương vị độc đáo đặc biệt tại Whole Foods. Hai cái bịch bánh chip với muối biển organic rất là lành mạnh để mà mình ăn chơi chỉ có cái giá 10 đồng mà bình thường là gần 8 đồng một bịch. Một bịch này rất là lớn nha, một bịch đến gần nửa kilo. Hiện thì Whole Foods có bán những cái bịch cà phê còn nguyên hạt hoặc là cà phê xay của Intelligentsia với cái hương vị ngọt của đường mía và hương vị trái cây sống động, đặc trưng cho những loại cà phê Mỹ Latin ngon nhất, vô cùng độc đáo và đặc biệt, chỉ có cái giá là 11 đồng 69 cent. Hiện thì Target đang bán cái bịch cà phê này với cái giá gần 17 đồng nha. Các cái hũ collagen peptide bình thường là 36 đồng thì hôm nay chỉ còn có 26 đồng 63 cent và mình tiết kiệm được 10 đồng. Ngoài ra thì có những cái hũ bột đạm hữu cơ của hiệu Organ gồm có 21 gram đạm và dưới 1 gram sugar cho mỗi một khẩu phần uống, và cái hũ này rất là lớn. Nó đến 920 gram gần 1 kg. Đặc biệt là cũng không có chứa thành phần GMO là những cái thành phần biến đổi gen.
có những cái hương vị như sô-cô-la hoặc là vanilla mà bình thường 42 đồng, hôm nay chỉ còn 30 đồng 23 cent tại Whole Foods. Mình tiết kiệm được gần 12 đồng. Và những cái bột đạm loại nhỏ hơn thì lại giá cũng được giảm gần 10 đồng một hũ tại Whole Foods lần này nha. Một cái điểm cộng phải nhắc đến Whole Foods đó là những chai tinh dầu nguyên chất 100% chỉ có tại Whole Foods mới có. Và những chai này mình mua tại đây rất là rẻ, nhưng so với bên ngoài thì giá rất là mắc. Những chai này chỉ có cái giá 5-7 đồng, nhưng mà mình chỉ cần xài có một vài giọt để mình bỏ vào những cái máy làm ẩm hay là máy lọc không khí, khuếch tán cái hương thơm để mình dễ chịu, giảm căng thẳng. Và 100% là hương dầu tự nhiên. Mùi hương có thể sánh ngang với các thương hiệu đắt tiền hiện giờ trên thị trường mà người tiêu dùng so sánh. Một hộp trứng gà nâu organic chỉ có giá 7 đồng 69 cent cho cái hộp này là 30 quả trứng gà. Và những cái thùng sữa rất là lớn như thế này organic tại Whole Foods chỉ có giá 4 đồng 49, không có quá mắc so với hiện giờ. Target Walmart bán một bình sữa thường cũng là 4 đồng trở lên rồi ha. Các cái bình sữa đậu nành 365 của Whole Foods cũng chỉ có giá 3 đồng 29 cent là hữu cơ organic. So với ở bên ngoài thì vẫn rẻ hơn nha. Các cái hộp nho đỏ, nho xanh không hạt, một hộp này mình nghĩ 4-5 pound, chỉ có giá 7 đồng 49 cent tại Whole Foods. Tính ra chỉ có cái giá 1 đồng 99 cent 1 pound cho các cái nho không hạt hữu cơ của Whole Foods. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.